chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm tàu hũ nước đường bằng đường nho. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 100g đậu nành. Và đây là 1 lít nước. 1 lít nước hoặc là 1 ký nước. 20g bột gạo. 100g đường vàng. Và đây là 1 miếng gừng. Và đây là 5g đường nho. Bây giờ ta bắt đầu xay đậu nành. Bây giờ ta xay đậu nành. Đó, bây giờ ta bắt lại lần thứ hai.
Và bây giờ ta làm lần thứ ba. Và bây giờ mình lặp lại lần thứ hai nữa. Bây giờ ta bắt đầu bắt lên bếp, ta bật bếp lên ta nấu. Mình hớt cho sạch cái bọt này. Trong khi nấu đậu nành thì thỉnh thoảng mình phải quậy lên như vậy. Để không thôi thì đậu nành nó sẽ bén nồi. Và mình xin giới thiệu cho các bạn và các cháu, đây là bịch đường nho. Mình mua 55.000 100g. Cái bịch này mình xài lâu hết lắm, mỗi lần mình nấu 100g đậu nành này mình sẽ xài 5g thôi, là một tí bằng cái đầu đũa thôi. Đó, đậu nành của ta đã sôi rồi. Bây giờ ta hấp bọt và ta để cho sôi 5 phút. Ta hấp bọt và ta để cho sôi 5 phút. Và đây là cái chén đậu nành hồi nãy mình múc bớt lại mà mình quên giới thiệu với các bạn. Cái chén đậu nành mình múc bớt lại để ta hòa chung với bột gạo. Cái nước đậu nành mình múc ra để mình hòa với bột gạo. Bây giờ ta rây qua rây cho nó mịn bột. Và đây là một nồi nước nóng ta bắt lên trên bếp để ta đun cho nó nóng cái nồi. Bây giờ ta bật bếp lên, ta đun sôi để cho cái nồi nó nóng. Và đậu nành của mình đã sôi được 5 phút rồi, ta bắt đầu cho bột gạo vào. Và nồi nước của ta đã sôi rồi, cái nồi nước bé bé của ta đã sôi rồi. Đây là một nồi nước mình đun để cho cái nồi nó nóng. Và nồi nước đã sôi rồi. Ta tắt bếp. Đậu nành của mình bây giờ mình cho bột và mình quậy sôi rồi. Mình cho bột và mình quậy sôi rồi, ta bắt đầu hấp bọt. Và đây là một chén đường nho nhỏ nhỏ, chỉ có 5g đường nho thôi. Ta đổ vô một ít nước, ta đổ vô nước để ta quậy cho nó tan. Quậy tan hết, chứ nếu mà ta không quậy tan hết này là nó sẽ bị chua. Nó bị chua, cái chỗ nào nó chưa tan nó sẽ bị chua. Và đây là một nồi nước mình đã đun sôi. Sôi nồi nước rồi, ta đổ nồi nước đi. Mình đổ nồi nước đi để cho cái nồi nước nó vẫn nóng. Các bạn và các cháu nhìn thấy không, cái nồi vẫn nóng. Ta bỏ đường nho vào.
và ta láng cho đều. Ta láng thật đều. Bây giờ mình đổ đậu nành vào. Bây giờ mình vớt cho sạch cái váng của đậu nành. Đó, ta hớt sạch cái váng. Váng là bọt hết sạch. Bây giờ ta đổ đậu nành vào, ta đổ thật nhanh. Ta đổ thật nhanh. Đó, đổ thật nhanh nó đều. Và mình cũng hớt bọt. Bây giờ ta dùng cái vung này, ta đậy vào. Và mình lấy vải mình trụ lên, mình ủ. Đó, mình lấy vải mình ủ. Mình ủ hai cái khăn cho nó nóng. Ta ủ 1 giờ thì ta đậu nành của tàu hũ của ta được. Trong khi chờ đợi tàu hũ đang ủ thì ta nấu đường, đây là 100 g đường. Và đây là 80 g nước thôi, mình nấu cho nó đặc đặc một tí. Thì vì tàu hũ ăn đặc nó ngon. Ta bật bếp lên. Và đường của mình đã sôi rồi, ta sôi được một lát rồi ta bỏ gừng vào. Và đường gừng cũng sôi rồi ta bắt đầu tắt bếp. Và bây giờ thì mình ủ đậu hũ đã được 1 giờ, ta bắt đầu lấy ra. Và tàu hũ của ta đã đông rồi. Bây giờ thì tàu hũ của ta đã đông rồi, ta bắt đầu múc tàu hũ ra để ăn thử. Ta lấy cái muỗng, ta nhúng vào trong chén nước vậy. Cái nước đun sôi để nguội, ta múc cho nó dễ. Đó, tàu hũ của ta đông rồi. Và đây là chén tàu hũ của mình. Đó, mình chiếu gần cho các bạn nhìn thấy, đây là chén tàu hũ. Rất ngon. Mình thì không thích ăn nước dừa cho nên mình không cho ăn nước dừa. Bây giờ ta bắt đầu ăn thử. Rất ngon và rất mịn. Nếu mà mình làm á, khi nào mà mình ăn thấy chua chua, tức là mình cho đường nho hơi bị nhiều. Nếu các bạn và các cháu làm mà thấy mà ăn hơi chua chua là do cho đường nho nhiều. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Đó, mình để gần cho các bạn coi nè. Tàu hũ rất là ngon. Rất mịn, nhưng nếu mà ta cho nhiều đường nho quá là sẽ bị chua mà lại cứng nữa. Giờ các bạn và các cháu nhìn rõ nè, đó tàu hũ của ta nè, rung rinh, mịn ngon, rất mịn và ngon. Đó, mình cho đường nho, mình không có xài thạch cao, rất là ngon luôn.